part of your mind. Hi, xin chào các bạn. Ở đây thì mình đang có chiếc Galaxy S8 Plus phiên bản màu tím khói này. Đây là chiếc Sony XZ Premium, cái phiên bản màu xanh đen, và cuối cùng là cái chiếc HTC G11, cái phiên bản màu đỏ mặt trời. Về cơ bản thì ba cái chiếc máy này sở hữu ba cái màu đang rất là nổi bật hiện nay. Và đây cũng chính là ba chiếc flagship đang rất được quan tâm. Với mỗi chiếc máy thì đều sở hữu cho mình một cái nét rất đặc trưng, kiểu như là mỗi người một vẻ 10 phân 70. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ lựa chọn chiếc máy nào trong ba chiếc máy này. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp các thắc mắc đó, và cũng như là cho các bạn có một cái nhìn sâu sắc hơn để dễ dàng lựa chọn. Về thiết kế thì với cái chiếc Galaxy S8 Plus, nó sở hữu một cái ngôn ngữ thiết kế mới. Với việc sở hữu màn hình Infinity Display, màn hình cong vô cực và có tỷ lệ là 18:5:9. Thật sự thì lúc đầu khi mà mình trải nghiệm cái màn hình này, mình thật sự rất là ấn tượng. Tại vì nó cho một cái cảm giác rất là đã khi mà các bạn xem phim và cũng như là chơi game, kiểu như là cái chiếc máy này nó không viền, rất đẹp. Còn về cảm giác cầm nắm thì cái chiếc S8 Plus này cho mình cảm giác cầm nắm cũng rất là dễ chịu. Với việc cái góc này thì nó được bo cong này, cầm nắm thoải mái rất là nhiều. Nhưng mà nhiều bạn thì lại nói rằng cái thiết kế của cái chiếc S8 và cũng như là S8 Plus thì nó không có được nam tính cho lắm, kiểu nữ tính. Nên là lúc này thì chắc chắn là các bạn sẽ đổ dồn cái mắt về cái chiếc Sony Xperia XZ Premium. Đây là chiếc máy được đánh giá tốt nhất tại sự kiện MWC 2017. Về cơ bản thì thiết kế của chiếc Sony XZ Premium cũng mang một cái nét rất là truyền thống của nhà Sony, mạnh mẽ, nam tính và cũng như là cứng cáp, với các góc cạnh này như thế này. Tuy nhiên thì phần dưới này nó cũng được làm theo cái đường cắt kim cương, nên là cho mình cái cảm giác cầm nắm cũng khá là dễ chịu, không quá đau và cũng như là cứng tay. Cuối cùng là về thiết kế của chiếc HTC G11. Đây là một cái thiết kế mới của nhà HTC. Với việc sở hữu cái mặt kính ở phía sau này, đi kèm với đó nữa thì cái phần mặt lưng nó cũng được phủ lên một cái lớp khoáng chất rất là đặc biệt. Có nghĩa là cái phiên bản màu đỏ mặt trời của mình, khi mà mình xoay qua xoay lại như thế này thì nó sẽ cho ra màu vàng hoặc là màu cam chẳng hạn. Đó, rất là độc đáo. Và cảm giác cầm nắm trên cái chiếc HTC G11 thì cũng rất là dễ chịu và thoải mái. Độ hoàn thiện của chiếc HTC G11 thì cực kỳ là tốt. Với cá nhân mình thì về thiết kế thì mình sẽ chọn chiếc Samsung Galaxy S8 Plus này, đơn giản là vì nó cho mình một cái cảm giác trải nghiệm cái màn hình mới hơn và cũng như là ấn tượng hơn. HTC G11 và cũng như là Galaxy S8 Plus thì nó đều sở hữu màn hình có độ phân giải là 2K, trong khi đó thì chiếc Sony XZ Premium nó sở hữu màn hình 4K. Điều đáng nói đây là màn hình 4K HDR đầu tiên của nhà Sony. Nếu mà các bạn nào mà chúng ta thường xem TV cái dòng Bravia của Sony thì chắc chắn là sẽ thường bắt gặp cái công nghệ màn hình này. Khi mà trải nghiệm thực tế thì rõ ràng cái màn hình của S8 Plus nó cho một cái độ sáng cao hơn, sặc sỡ hơn do nó sử dụng cái tấm nền là Super AMOLED. Trong khi đó thì với cái màn hình của HTC G11 và cũng như là Sony XZ Premium thì mình cảm thấy cũng rất là đẹp và nó cho độ chi tiết rất là cao, sắc nét. Nói chung là bạn nào mà chúng ta thích cái màn hình sặc sỡ, nịnh mắt thì có thể là chọn S8 Plus. Trong khi đó thì thích màn hình chân thật hơn và cũng như là đẹp mắt thì có thể là chọn G11 và cũng như là XZ Premium. Về cấu hình thì cái chiếc S8 Plus của mình nó được sở hữu con chip Qualcomm Snapdragon 835, đi kèm vào đó là 4GB RAM, bộ nhớ trong là 64GB. XZ Premium thì cấu hình cũng tương tự thôi, không khác gì nhiều. Trong khi đó thì nổi bật nhất là cái chiếc HTC G11 này nó được sở hữu con chip Qualcomm Snapdragon 835, đi kèm với đó là lượng RAM khủng 6GB RAM, bộ nhớ trong thì cũng hơn hẳn hai cái chiếc máy còn lại, 128GB. Với những tác vụ cơ bản hàng ngày thì chắc chắn là các bạn không thể nào mà biết được cái sự chênh lệch giữa ba cái chiếc máy này đâu, tại vì nó đều nhanh như nhau. Nhưng khi mà mình chơi game nặng và cũng như là test cái độ đa nhiệm thì rõ ràng cái chiếc HTC G11 này nó nhỉnh hơn một chút, do máy này nó sở hữu lượng RAM khủng hơn một chút là 6GB RAM. Đó, về cấu hình thì chọn HTC G11. Đối với phần mềm và cũng như là những cái tính năng vui vẻ khác thì cái chiếc HTC G11 này của mình nó được chạy trên cái nền tảng là Android 7.1 và nó được tùy biến lại theo cái giao diện Sen đặc trưng của nhà HTC. Đồng thời thì máy cũng được hỗ trợ cái trợ lý ảo là HTC Sen Companion, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa sử dụng được nhiều cái tính năng hay cho lắm. Hy vọng là sắp tới thì HTC sẽ bổ sung thêm và cũng như là update thêm nhiều cái tính năng hay cho các bạn sử dụng. Cái điểm đặc biệt nhất trên cái chiếc HTC G1 mà mình thích đó chính là cái tính năng Accent, cảm ứng viền cạnh mà các bạn hay gọi là bóp bóp. Có nghĩa là các bạn có thể bóp nhẹ vào cái cạnh này để chúng ta có thể mở camera và chụp ảnh. Thì mình thấy đây cũng là một cái tính năng mới và cho mình một cái trải nghiệm thú vị khi mà sử dụng, rất là tuyệt vời. Mình cũng hay bóp lắm và mình cũng có cái video nói về tính năng Accent. Các bạn nào mà chúng ta chưa biết thì có thể xem video đó của mình, mình sẽ cho ở phía dưới cái video này. Còn về cái chiếc XZ Premium thì nó được chạy trên nền tảng là Android 7.1 và nó được tùy biến lại theo cái giao diện là Xperia UI đặc trưng của nhà Sony. Giao diện này thì nổi tiếng mượt mà và cũng như là nhẹ, nên là mọi thao tác vuốt chạm thì nó đều phản hồi một cách nhanh chóng. Đối với cái chiếc Galaxy S8 Plus này của mình thì nó được chạy trên nền tảng là Android 7.0 và được tùy biến lại theo cái giao diện là Samsung Experience 8.1. Đây là cái giao diện mới của nhà Samsung
Samsung. Nó thiết kế lại về các icon này và cũng như là cho những cái hiệu ứng chuyển cảnh rất là đẹp. Ngoài ra thì trên chiếc Galaxy S8 và cũng như là S8 Plus nó cũng được hỗ trợ thêm trợ lý ảo Bixby. Nhìn chung thì hiện tại trợ lý ảo này nó vẫn chưa hỗ trợ được nhiều và cũng như là nó chưa có nhiều cái tính năng thông minh cho lắm. Nên là sắp tới thì mình có nghe nói Samsung sẽ update lên nhiều cái phiên bản khác nhau cho cái Bixby này. Hy vọng là nó sẽ thông minh hơn và cũng như là sẽ giúp ích các bạn hơn trong cuộc sống. Về camera thì cái chiếc Sony Xperia XZ Premium nó sở hữu camera chính có độ phân giải là 19MP. Đi kèm vào đó thì camera trước thì có độ phân giải là 13MP. Đặc biệt thì cái camera chính của cái chiếc XZ Premium này nó được trang bị một cái công nghệ là Super Slow Motion, cho các bạn có thể quay 960 frame hình trên giây, một con số cực kỳ khủng khiếp, để cho các bạn có thể nghịch ngợm với những video slow motion của mình. Thì các bạn nào thích chụp ảnh hay là quay slow motion thì có thể chọn XZ Premium. Trong khi đó thì cái chiếc HTC U11 nó được trang bị camera chính là 12MP, khẩu độ là f1.7. Camera trước thì có độ phân giải là 16MP. Và camera sau của U11 thì được DSLR Max chấm có điểm cao nhất. Thật sự thì khi mình trải nghiệm camera của HTC U1 thì nó chụp rất nhanh, độ chi tiết rất tốt, kiểu như là các bạn chụp một phát ăn luôn thì nên chọn chiếc HTC U1. Trong khi đó thì cái chiếc S8 Plus này của mình nó được trang bị camera sau có độ phân giải là 12MP, vẫn được trang bị khẩu độ là f1.7, trong khi đó thì camera trước có độ phân giải là 8MP. Về cơ bản thì camera trên chiếc S8 Plus này của mình nó chụp ảnh nhanh, độ chi tiết tốt. Đặc biệt thì khi mình chụp ảnh ban đêm với cái chiếc S8 Plus này thì nó cho ra chất ảnh cũng rất là tuyệt vời. Nhìn chung lại thì với ba chiếc máy này, mỗi chiếc máy đều mang một cái vẻ rất là đặc trưng, mỗi người một vẻ đúng chất 10 phân vẹn 10. Nếu mà các bạn nào chúng ta thích một chiếc máy có một cái màn hình Infinity Display, màn hình cong vô cực để cho các bạn có thể thoải mái xem phim và cũng như là chơi game, đặc biệt thì có cả Galaxy Gift để các bạn có thể nhận những cái voucher ăn uống các kiểu trong tuần, thì có thể chọn cái chiếc Galaxy S8 Plus này của mình. Camera thì chụp ảnh cũng rất là đẹp. Trong khi đó thì Sony Xperia XZ Premium thì chắc chắn là sẽ dành cho những bạn nào mà chúng ta mạnh mẽ, nam tính và lịch lãm, muốn sở hữu một cái chiếc máy cùng đẳng cấp. Đi kèm vào đó thì các bạn muốn trải nghiệm cái tính năng quay Super Slow Motion 960 khung hình trên giây thì có thể chọn cái chiếc Sony XZ Premium này. Trong khi đó thì chiếc HTC U1 là chiếc máy có camera chụp hình rất là đẹp. Mình nhấn mạnh ở điểm này đơn giản là vì các bạn cũng thấy là DSLR Max còn chấm điểm cao nhất nữa, không chỉ là mình, và trải nghiệm thực tế thì chụp ảnh cũng rất là tuyệt vời. Đi kèm vào đó thì giao diện trên cái chiếc HTC U1 này cũng rất đẹp. Mình thích nhất là cái tính năng accent, cảm ứng viền cạnh bóp bóp như thế này cho cảm giác rất là thoải mái. Và thêm nữa là về màu sắc trên chiếc HTC U1, với việc phủ một lớp khoáng chất quý trên cái bề mặt này thì nó sẽ đổi màu liên tục, như là buổi sáng thì có thể nhìn ra màu đỏ, nhưng mà buổi trưa và buổi chiều thì có thể nhìn ra màu vàng hoặc là màu cam chẳng hạn. Thì đây là một điều rất là hay. Và hiện tại thì cả ba chiếc máy này thì đều đang được bán tại Hna Mobile, và mình thấy thì nếu mà các bạn mua bất kỳ chiếc máy nào trong ba chiếc máy này thì đều được tặng nhiều cái phần quà, nhiều cái voucher các kiểu, thì các bạn có thể tham khảo. Còn giá bán thì mình có thể cho các bạn ở dưới video này. Và theo các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào trong ba chiếc máy này? Thì theo mình thấy thì tùy vào sở thích và cũng như là nhu cầu của bạn mà chúng ta sử dụng mà thôi. Còn với cá nhân của mình thì mỗi ngày mình đều sử dụng một chiếc máy, nên là ba này thì mình chọn hết. Như vậy thì vừa rồi mình đã hoàn thành xong cái bài so sánh về ba cái siêu phẩm hiện nay, đó là chiếc Samsung Galaxy S8 Plus, chiếc HTC U1 và cái chiếc Sony XZ Premium. Và các bạn thấy video này hay, vỗ tay nhớ like, share và cũng như là subscribe kênh YouTube của H Channel. Mình là Jason, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ subscribe. Yeah.